Subaru WRX hoàn toàn mới đã ra mắt, có giá bán gần 2 tỷ đồng. Subaru WRX là mẫu xe hiệu suất cao đa dụng mang đến cảm giác lái thể thao của hãng xe Nhật Bản đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 2022, công ty hình tượng ô tô Việt Nam Moto Image Việt Nam, MIV, nhà phân phối độc quyền Subaru tại Việt Nam, thông báo nhận đặt hàng trước xe Subaru WRX và WRX Wagon hoàn toàn mới thế hệ 5 từ hôm nay, giao xe vào tháng 11 tới. Subaru WRX là huyền thoại của thương hiệu, đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam với thế hệ mới với hai phiên bản Subaru WRX và WRX Wagon. Cả hai phiên bản xe WRX và WRX Wagon đều được trang bị hệ khung gầm toàn cầu Subaru SGP. Với kết cấu khung trong liền mạch và tăng cường sử dụng các vật liệu kết dính mới để cải thiện đáng kể độ cứng vững của xe. Dù có nhiều điểm tương đồng, WRX và WRX Wagon vẫn sở hữu những nét cá tính riêng đầy khác biệt. WRX vẫn trung thành với nguồn gốc từ đường Durali, trong khi WRX Wagon được định hình là một chiếc xe Tourer thể thao sang trọng. Về động lực, mẫu xe trang bị động cơ boxer máy xăng, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, 4 xi lanh sinh công suất tối đa 275 PS, sức kéo cực đại 350 N và tốc độ tối đa 215 km/h. Tại Việt Nam, Subaru WRX thế hệ 5 sẽ được phân phối có 4 phiên bản, giá bán chi tiết như sau. Phiên bản WRX 2.4 MT 1,999 tỷ đồng. Phiên bản WRX 2.4 CVT I-Size 2,049 tỷ đồng. Phiên bản WRX Wagon 2.4 CVT GTS I-Size 2,029 tỷ đồng. Phiên bản WRX Wagon 2.4 Tiến sĩ I-Size 2,079 tỷ đồng. Trong tháng 6 này, MIV còn tung thêm chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe Forester trên toàn quốc từ Subaru Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 6 năm 2022, các khách hàng mua xe Forester có thể sở hữu dòng Forester 2.0 ưu giá chỉ 899 triệu đồng, hoặc bản Forester 2.0 ESI size với giá chỉ từ 1,088 tỷ đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.